Theo phương án tuyển sinh năm nay, đa số các trường đại học vẫn dự kiến lấy kết quả của kỳ thi trung học phổ thông. Việc giữ ổn định tuyển sinh sẽ giảm áp lực với thí sinh và thuận lợi cho các trường khi chưa thể tìm được phương án thay thế. Tuy nhiên, độ phân hóa để thi thấp có thể ảnh hưởng đến xét tuyển của nhiều trường. Bởi vậy, giảm tỷ lệ chỉ tiêu lấy từ kỳ thi này hay bổ sung thêm tiêu chí phụ là giải pháp mà nhiều trường đưa ra. Để giảm áp lực cho thí sinh trong mùa dịch bệnh năm nay, Đại học Ngoại thương đã quyết định dừng triển khai kỳ thi riêng đã công bố trước đó. Tuy nhiên, mục tiêu của thi trung học phổ thông thay đổi với mức độ đề phân hóa giảm hẳn so với năm trước là điều mà nhà trường trăn trở. Chính vì thế, đa dạng tuyển sinh với 5 phương thức dự kiến áp dụng từ năm 2021 sẽ được đưa vào triển khai luôn cho năm nay. Lựa chọn được thí sinh phù hợp cho các chuyên ngành đào tạo khác nhau của nhà trường. Chính vì vậy mà nhà trường thực hiện nhiều phương thức tuyển sinh đa dạng, chứ không chỉ dựa vào duy nhất cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và tin tưởng rằng là với 5 phương thức rất là đa dạng như năm nay thì nhà trường sẽ lựa chọn được đủ chỉ tiêu và với những thí sinh phù hợp. Đa dạng phương thức để giảm chỉ tiêu xét tuyển từ kỳ thi trung học phổ thông là lựa chọn của nhiều trường top trên. Bên cạnh đó, vẫn lấy điểm của kỳ thi này, nhưng nó chỉ được coi là điều kiện cần, phải đáp ứng được cả những tiêu chí phụ mới là điều kiện đủ để trúng tuyển. Chúng tôi sẽ có những cái tiêu chí phụ nữa. Ngoài ra là trong khi vào trường thì chúng tôi dự kiến sẽ có những cái hình thức nào đó để mà đảm bảo cho các em trước khi sàng lọc các em, để làm sao trước khi các em vào học thì sẵn sàng với một cái chất lượng tốt nhất. Tăng hình thức xét tuyển, kết hợp nhiều phương thức khác nhau để có thể đưa ra được phương án tuyển sinh phù hợp nhất cho mình trong bối cảnh có nhiều biến động như năm nay. Tuy nhiên, dù hình thức nào thì đều có một điểm chung mà các trường hướng đến là tạo thuận lợi nhất để giảm áp lực cho thí sinh. Vì thế, thí sinh có thể yên tâm, tập trung học và ôn tập tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.